vai trò quan trọng thứ hai trong tuyến phòng thủ biển Vũng Tàu, đó chính là trận địa pháo núi Tàu Phùng. Núi nhỏ, trận địa pháo này được xây dựng thành ba cụm pháo nhỏ. Cụm pháo thứ nhất gồm ba đại pháo ngay dưới chân tượng Chúa Kitô. Cụm pháo này gồm ba khẩu trọng pháo 240 ly, dài 12,33 mét, có hình dáng giống nhau, ở độ cao 136 mét so với mực nước biển. Ba khẩu pháo dưới chân tượng Chúa Giêsu được xây dựng cùng thời điểm với trận địa pháo núi lớn, có chức năng là chốt tiền tiêu. Các khẩu pháo được đặt trong một công sự đào sâu dưới mặt đất, có đường kính 10,5 mét, hướng về vùng biển Cần Giờ, cửa ngõ dẫn vào Sài Gòn Gia Định. Đây là cụm pháo thứ hai được đặt tại ngọn hải đăng cách cụm pháo thứ nhất 300 mét về hướng bắc. Hiện nay cụm pháo này là đã được di dời, có một khẩu pháo được đặt ngay Bạch Dinh trưng bày. Cụm pháo thứ ba được đặt tại Trịnh Xá Ngọc Bích cách cụm pháo thứ hai là 300 mét do nhà chùa quản lý. Hiện tại cụm pháo thứ hai này đang bị người dân biến làm nhiều thứ: Dơ lắm hả? nhà kho, Cảm ơn. nhà vệ sinh, hoặc chỗ ăn nhậu. Nói chung là rất dơ, rất dơ. Quay ra. Đang quay, để ngang nha Sơn, đừng để thẳng. Đang quay rồi đó. Quay ta leo lên, ta làm lại cho. Tay rồi. Sáng sẽ có lại kỳ cục á. Không hiểu. Với lại nó bị phá bớt rồi. Hình như bị phá bớt rồi. Nè, nó còn đi lên trển nữa đó, thấy không? Mình đi vô trọng mới được á. Ở dưới đó, đi vô trọng được. Cái này cái nóc của nó. Mấy ống hồng khí thôi. Không hơi. Nhưng tôi nghĩ hôm trước nó không. Coi dùng kim chích ha. Có là kiên cố dữ rồi. Ở ngoài nó đắp bê tông mày trong rồi sắt. Mà sao kỳ, sao gì ngổ quá. Không hiểu. Nãy giờ là mấy hầm mày hai hầm. Ba hầm. Không, tôi nghĩ cái bê tông này chắc mới ai đổ ra sau này á. Ủa mà theo, nó theo tao thấy là hồi đó làm là làm luôn á, tại giờ nó đốc rồi. Mà cái pháo này là cái gì ta? Có ai mà cái tìm Google chưa? Hầu như là trên tài liệu Nam Cộng Hòa ghi là pháo đài Bảo Quang ha. Bảo Quang từ thời gian Nam Cộng Hòa rồi hả? Của Pháp để lại. Không biết là có được ổ súng hay gì không mà. Tao nghĩ này để ổ súng là thích hợp luôn nè Sơn. Mà nó đắp bê tông lên rồi. Chứ mày nghĩ nó xây cái này lõm xuống này, mà này nhìn ra biển luôn nè. Ừ, tao nghĩ này là ổ súng nè. Này ổ súng nè. Sao nó lại đắp mô? Không có, cái bê tông này mới sau này ai đắp á. Chứ hồi xưa đây, đây là lúc pháp pháo là này là ai đắp luôn. Chứ hồi xưa cái này gắn cái ổ súng nè. Đúng rồi, cái này phải là ổ súng mới đúng. Nè, chỉ thẳng ra qua đây biển luôn nè. Vậy nên này không chừng nó có nó xây cùng thời là cái pháo đài ở trên vị trí dân bay á. Với lại một cái pháo đài ở bên cái trận địa pháo nữa. Ở đâu nữa? Tám khẩu, ở xa lắm, ở ngoài đầu trên bãi trước thì đi phải không kịp. Mà có đường lên dễ không? Dễ, xe hơi dễ được luôn. Đi mày đi xe hơi đi. Mà không biết tao thấy xe hơi lên á thì tao nghĩ là lên được. Cái hẻm cũng nhỏ. Hẻm hả?
ủ má, đây hiểm ủ nè. Mấy ủ rồi? 4 ủ. Bị tháo ốc rồi nè. Ý thức như lộn, ăn nhậu xong bỏ luôn. Mày lên đó chưa? Không có gì đâu. Có một cái bản lề nè, tao nghĩ nó có phải có cái nắp hay gì đó. Lắp rồi, rồi em lấy xe mang lắp hết rồi. Cái này là cái gì đó đây? Đúng rồi, vậy này là ụ súng rồi mày nói đúng. Vậy là nó tháo súng rồi, nó đắp bê tông lên. Đúng rồi, mà cái bê tông này chắc cũng lâu rồi. Tại vì so cái bê tông này với cái bê tông này mày thấy nó cùng màu không? Tao nghĩ là đắp cái lúc đó luôn. Tức là cũng gần nhau thôi. Cùng mấy mày vậy mà tính ra để mấy khẩu luôn á. Cái này ít 4 khẩu, bên kia 8 khẩu. Bên trận địa pháo 8 khẩu, tao chụp hồi đó. Có không? Có hình không? Không, lúc đầu tao tưởng đâu là gì không? Tưởng đâu nó xây qua thủ bên đây. Hiểu không? Ai về đâu nó xây qua thủ bên đây. Thủ biển. Cái này là băng vậy, là cái này hướng, này hướng ra bãi trước nè. Ở đây tao không có chụp hết. Không chụp hết 8 khẩu rồi, mày thấy được đây là 3 khẩu. Ở đây là có 3 khẩu rồi. Bên kia là 5 khẩu nữa. Khẩu nào khẩu này bự. Mấy khẩu này chắc mấy hộp này những năm 1910 mấy. Năm 1800 mấy. Chứ không phải là 900 mấy đâu. Đúng rồi, năm 1800 mấy lần. 890 mấy hay là cái gì? 1900 gì đó. Mà ở dưới nó có hào đâu mày. Có hào luôn. Mà bây giờ mình không biết xuống được. Thôi đi. Thì bây giờ đi xuống, cái này là cái trên nóc rồi. Một, hai, ba, bốn, bốn cái. Đây, ở đây bốn khẩu bự. Mà giờ mấy khẩu đi tháo đem đi đâu ta? Đi chơi. Bảo đảm thằng Pháp nó không có sách về đâu. Mấy ông lại sách đi. Không mà hồi Việt Nam cũng qua. Hồi Việt Nam qua tao nghĩ nó còn pháo. Thì tao nghĩ chắc mấy ông lấy tháo là mấy ông đem đi nấu hết rồi quá. Mấy ông sau này nè. Mấy ông cờ sờ tháo ra đem đi nấu hết rồi. Tại vì ở bên cái trận địa pháo kia là mấy ông phá chứ anh. Tháo mâm, tháo dĩa, lưng hết. Má hên cũng còn giữ được mấy khẩu không bị nấu. Cái đó là nhà nước can thiệp đó. Cái đó là có mấy... Nói chung mấy trận địa pháo này bị nhà nước can thiệp chứ là bị mấy bạn trẻ xả rác hết rồi. Hồi đó là bộ bảo vệ mà cái di tích ở bển người ta mới can thiệp mới thì mới giữ được được cái bển là được 8 khẩu vậy không? Cũng hết mẹ rồi. Mấy này mấy cái ụ súng máy quá. Cái súng máy đặt mà cầu hang này đập mẹ rồi. Nghe cầu hang đập rồi nè. Đập lấy sắt chứ gì, cưa sắt nó hết à. Cưa. Cũng nghèo đói mà ra. Mà đó phòng ở đây phòng thủ gì ta? Phòng thủ cho cái phòng thủ cực cái cửa biển á. Tại vì cái sông Sài Gòn nó đổ ra là ở đây có một ngay bãi trước là đụng cửa biển. Thì mày muốn tấn công Sài Gòn là mày phải đi qua cái đó. Tính vậy luôn á hả? Là nó phòng thủ cho Sài Gòn á. Làm sao? Xuống đây em cũng được hả?
đường dẫn không? Đi. Nó hôi rồi nè. Có đèn lát không? Ê mày, mày quay, tao bật đèn cho. Mấy tao nghĩ cái này là cái đường hào đi qua bên kia quá. Tao nghĩ chứ không đi đâu. Má tới trong đây nó còn quăng rác được cũng hay. Trời, nó đi tới hết vậy. Mày ở này đi hả? Đúng rồi, đường hào qua bên kia nè. Quá, wow. Bụi quá trời luôn. Cũng ở ngoài Bắc mấy công trình này nhiều lắm mày. Đúng rồi. Mà của thấy không à? Của quân Pháp á. Pháp để lại không à? Ngoài Bắc mấy cái này Pháp để lại hết á. Pháp để lại luôn. Vậy cái đường hào này tao chắc chắn một điều ở thông qua bên kia. Xong hết bên kia luôn á. Ừ. Nhưng mà tao không giống đi. Đi. Có đèn lớn á, đèn sáng đi được. Tối quá. Tối quá. Mày à, không mất tao. Là mày có quay vô giống luôn. Quay sâu xuống dưới luôn á, thấy cái đường đi xuống sâu dưới luôn á. Có. Nó không qua. Đây nó thông qua tới dưới kìa. À, tại sao nhà nước mình không có gìn giữ mấy này để làm chỗ tham quan ha? Của thực dân mà. Của địch mà, thấy không? Của địch. Mà tao nghĩ hồi xưa cái này nó không có bị lắp như vậy đâu. Mày công nhận máy nó đắp bê tông vậy thì chứ. Này nó chống được bơm dội luôn chứ không phải là súng đạn. Máy này bê tông cốt thép luôn. Mấy chỗ này mà giết người quan sát vô ghê lắm nha. Mày sao lên trời? Mày hai tay mày dịch nhảy lên. Đây đốt ai đốt gì đây? Ôi nhìn ra mày, nhìn ra thấy đá không mày? Ừ. Này giống như là cái kho chứa đạn hay là? Mày cái kho chứa gì đó. Cái này có cái lỗ thông hơi hả? Ê, trong đây có cái gì nè. Có đường mòn trên đây nè. Ở đây cái gì mà nó động nước lại nè. Cái hồ bơi của tụi nó. Không phải, cái này bị đập ra sắt kìa. Chừng ngồi đi không ta? Đi thử coi. Đó mới có đường đâu. Đi bên đây chứ, bên đây có đường. Coi chừng dưới chân nha mày. Quan trọng là cái bàn chân thôi. Sợ đạp rắn. Và nè bên đây tụi nó đường mòn luôn đó, tụi nó tự sướng như vậy. Ủa má, đây là một cái bãi dịch được rồi đó. Ủa má, mà chỗ này đúng rồi, chỗ bắn lý tưởng luôn đó thôi. Đâu ai lên đi lên đây. Không mà bắn lý tưởng đúng không? Thì đó, quất thẳng ra. Nè, ủ pháo nè. Bắn ra ngoài đây. Nè, cái ủ này nè, cái này là ủ súng tiểu liên, súng cái này ủ tiểu liên, cái ủ pháo bên kia kìa. Đó, ủ pháo đó đó. Ủ pháo là bên kia. Mà bốn khẩu hả? Này là ủ tiểu liên. Sao Pháp nó phải làm cái này ta? Thì tao đọc trên sách là mấy cái pháo mà nó xây ở ở cái bãi trước là để là nó bảo vệ cái gọi là cái cửa biển của sông Sài Gòn.
60 người. Phải như mà tái hiện lịch sử thì nhìn được thấy tụi nó đóng quân hơn. Đó hết đường rồi, nó xuống dốc rồi. Thánh, điện thoại nè. Này chắc chặn điện pháo hả? Ở hải đăng này chắc xây cùng thời cái hải đăng luôn quá. Thôi đi. Cái sắt ở trong này, cái bê tông trong nó đổ thành thành tổ ong rồi thôi. Không phải nó lót cái lưới á. Lưới trong nữa. Má cũng là kiên cố lắm đó. Việt Nam Cộng Hòa mình xây mấy cái tháp nước ở Sài Gòn cũng cái gì nè. Nó phủ lưới lên. Tháp nước đó hồi Pháp luôn á, từ hồi Pháp luôn mà. Ở đây có chỗ vô nè. Thì vô ở giữa. Không, mình vô đầu bên kia. Này đầu giữa nè. Đầu cuối rồi. Này phải làm lại cái du lịch được ha. Sao. Ở đây có cầu thang à. Bị đập rồi. Bên đây cũng vậy nè. Ủa có cái miếu à? Ai lập miếu gì mà? Ủa mình bên đây ba tầng vậy, bên kia bên cái chỗ này mình lên bên kia chắc cũng ba tầng vậy bên này. Nó có cầu thang lên trên nữa. Hồi xưa là nó xây ra tới vào đây này không? Để thấy nó có tấm tầng không? Ừ. Thấy nó đặt gì cho? Và sao nó đặt cái miếu chị ha? Ở dưới thòng, cái đường dưới thòng rồi tới đây, nguyên đường hào. Hay chứ. Thôi đi. Mấy cái cây này cũng lâu lắm rồi. Ở đây xe bằng đá nè. Ở đây bê tông thấy không? Ở đây xe đá nè. Còn đâu mở nè. Ở trên bản đồ Việt Nam Cộng Hòa cũ á, nó xây quy mô lắm. Ồ có chụp hình luôn hả? Nó vẽ nguyên một cái cục bự lắm. Bật ra một trên bản vẽ không? Mấy cái này chắc cũng 200 tuổi quá. Thôi đi sao? Trận địa pháo núi lớn gồm 6 khẩu đại pháo là trận địa kiên cố nhất. Trận địa pháo núi lớn ở độ cao 100m so với mực nước biển. Các đại pháo được đặt ở trên bệ bố trí theo hình vòng cung. Mỗi khẩu pháo cách nhau 17,5m. Các khẩu pháo được đặt trên mâm pháo có thể quay 360 độ và
nâng cao hay hạ thấp tầm bắn nhờ có hệ thống đĩa có răng cưa gắn với bệ pháo cố định. Những đại pháo tại trận địa núi lớn do người Pháp chế tạo từ năm 1872 đến năm 1876, mỗi khẩu pháo dài trên 4 mét, nặng trên 15 tấn và có cỡ nòng là 240 ly. Những khẩu đại pháo núi lớn đều hướng ra Biển Đông. Phía sau một khẩu pháo đều có hầm chứa đạn và hệ thống giao thông hào liên kết với các khẩu pháo khác xung quanh và hệ thống kho đạn hầm pháo thủ. Sau con này có đường vô không sao? Sau năm 45, Nhật đá đích Pháp ở Đông Dương. Ủa sao bị đèn chút xíu à? Nhật đã xây dựng thêm những hạng mục. Bích rồi mày ơi. Ở các khu vực pháo cũ của Pháp. Để, núi lớn là nơi mà quân Nhật xây thêm nhiều nhất, nhưng về sau này thì thời gian cũng pháo này mượn không thua gì cái bị một phần người dân phá, bự không thua gì cái pháo trên chú Văn Trai. Cái địa điểm là đặt 6 khẩu pháo là còn nguyên vẹn. Bước lên từ vị trí pháo ở núi lớn đi thêm bán đốt một đoạn thì các bạn có thể gặp hầm Thủy Lôi, có xoáy nọc luôn rồi thấy không? Hầm này có rảnh luôn phải không? Mấy cái mâm này bị lấy hết rồi. Theo người ta tìm thì tìm hiểu hồi xưa thì nói hồi xưa Nam Đôi của Nhật, hầm này do Nhật xây thêm sau khi mà Nhật chiếm được Đông Dương. Nọc 24 khúc mà trong clip mình có đi tới hầm, nhưng em quay em nhìn không gian âm u quá, ghê quá, với lại về đẹp trời đang chuyển mưa nữa nên bọn mình anh đang quay rồi đi về quay bình thường thôi. Nhưng mà trên mạng thì cũng có nhiều clip Tây ta cũng vô hầm này đi hết một vòng rồi. Ở trong cũng không có gì hết, cũng chỉ là một cái đường đi vô hình vòng hình móng ngựa rồi xong đi ra, chỉ vậy thôi. Chắc được. Vì anh dừng xí vào dập mặt nha anh. Dập mặt á, dập mặt á. Thôi. Đừng. Nè, mày cho lên kia tao hả? Đẩy lên. Chân dài chứ khác hả? Ủa này, cho lên có bị ấy không? Coi chừng nha. Coi chừng. Nó có bị... Không, nó cứng nhắc hả? Được không? Tao sợ. Tao sợ. Tao sợ một cái tẹt. Sao tao có điều tao muốn nói với mày Sơn? Gì vậy? Chửi em hả? Chửi Sơn chứ chửi. Không, mà tao sợ. Mày lên gực quá, tao bước lên qua vậy thì không, sợ gặp mặt thiệt. Tại vì em lên nãy mém xíu mà bật ra sao luôn. Này là khẩu đầu tiên nè. Ủa đây bị cưa nồng chưa ta? Có ngắn thẳng cái nồng nha. Cái nồng như đó à? Không vậy á. Có tương tí chắc bạn đi xa. Rồi, bắn ra ngoài á. Chó, ghé con chó hồi nãy kìa anh. Thank you.
Ờ quá trời luôn á. Mấy cái khẩu này nó đúc ở bên đúc nguyên cây xong ở bên Pháp xong Pháp. Thì nó chở tàu qua đây. Nó lấy cái bay nó chống vô. Rồi đó thì mới bay. 5.800 mấy mới bay. Máy bay bắt đầu vậy sao đem ở đây? Tao không hiểu. Các bạn hành lý sắp mặt. Hành lý sắp mặt. Không lẽ là sức người đầu tiên chắc chắn nó sẽ là cái con đường để mà dẫn lên đây. Tao nghĩ mình đó. Không trong phải. Nó kiểu nó để nó mấy ổ kia là nó lấy xi măng lắp lại rồi đó. Cái gì vậy? Má cái này là để không banh xác. Bài thức banh xác đây. Cái gì này mình ở dưới này. Này chắc mấy người ta không thấy gì hết. Đá bây giờ thì đương nhiên mà trẻ núi chi. Ôi mũi nhiều quá. Mũi cắn quá. Chứ này cái gì vậy ta? Tới nào nó quậy hay xe mất tiêu. À, tao biết rồi, tao biết nguyên lý hoạt động của tụi nó. Tao nghĩ là thấy mấy chỗ này không? Là nó bị tháo cái gì nè. Bên kia có hai cái luôn, có nghĩa là ở đây có thể đặt một cái motor hay cái gì á, bấm đi đây. Để bấm cái cái quay. Không. Đúng rồi, nó cái nhà nó dài vô. Nè đó, mà cái đó tháo hết rồi. Thấy thằng chạy bộ đi lên đây lên rồi phải.
được 850 hết. Diện mình. Thôi Nguyễn. Rồi mũi cắn kìa, đỏ chân luôn kìa. Phải không? Chứ gì mà đỏ chứ kìa. Xuống biển tắm. Cái gì giống cái gòn quá ta. Cái này hồi xưa nhà có mà không biết cái gì. Ủa xuống gì vậy? Đi xuống được không? Ý là mình đi về được con đường này được không? Được. Anh về xe em xuống anh. Xuống mở lên. Vậy đi về này luôn hả? Anh cầm cái. Nó sợ té. Xuống không biết xuống. Các bạn bây giờ các bạn hãy xin hãy xem heo nhảy đi. Đó sập đất luôn. Ghê quá, ghê quá. Sập đất luôn. Các bạn sập đất luôn. Vậy là cùng cỡ nằm luôn mày. Cùng hết á. Đây là thằng heo già. Heo già chuyên gia chọc thuốc. Ủa sao đi đường này, đi đường này cho khỏi kìa. Ờ, heo già nhảy. Ủa cái này chút xíu sao chưa hết vậy. Còn cái đường này là xưa giờ hay là đường mới làm lại ta? Xưa giờ tôi nhìn thấy kỳ kỳ. Để người ta còn đi chứ nó chứ. Các bạn cứ tin anh ấy đi Pháp 7-80 lần rồi. Đây. Hâm địa thủy pháo thứ loại. 3 đặt tại cầu đá là một bộ phận trong phòng tuyến Vũng Tàu của Hợp dụng Pháp. Cho nên các bạn không có gimbal nên hơi rung xíu. Nằm ở phía bắc núi nhỏ ở độ cao 15m. Gồm 4 khẩu pháo, hiện nay những khẩu pháo ở trận địa này đã nằm gọn trong khu vực dân cư và cơ quan nhà nước. Không thấy xi măng mấy tên nào mày ơi. Địa điểm này thì chắc bây giờ tìm cũng hơi khó. Có thể là sửa lại. Sao gần vô trong thì có thui đi. Nhanh đi mập. Thôi không gọi là hầm biết thôi. Đập quá trời luôn. Ừ, nhiều hạng mục bị đập quá ha. Tao nghĩ mình đã chuẩn bị đèn pin đi Sơn ơi. Đâu có đèn pin đâu, có điện thoại rồi. Có hỏi ở đâu ta? Cái quyền hỏi đi. Vậy thôi hả? Tao chưa vô đây. Sao gọi là hầm biết thôi ta? Trong đây nó rộng luôn. Gì nè. Thôi thui à. Thôi gì thế gì rồi đi. Còn sâu trong luôn. Thôi các bạn ơi, tối thui à. Không ai hướng dẫn viên hết. Chúng tôi đút đây.
hỏi dân địa phương không sao. Ở ngoài có đó. Ở ngoài có mấy người đó là mấy người giữ di tích đó. Ủa vậy ha. Mình hỏi, mình ra mình hỏi thử không? Ơi. Giống như là cái hầm ở bên kia rồi đó. Ờ, tao hầm bên kia thì nó ngắn hơn mà hầm này tao thấy rộng. Hỏi chú này đúng rồi. Đâu hay chưa chổng đâu con? Không có ai. Thấy đâu ai dưới đâu anh? Ừ. Hồi nãy em thấy có một chị chạy xuống dưới á. À cái thằng bé trai. Đúng đó. Rồi, đúng rồi, chở bé trai xuống. Đấy, chắc cũng là... Ủa hầm này là gì vậy anh? Hả? Hầm này hầm gì vậy anh? Đây hầm Thủy Loan mà ngày xưa mà của Pháp á, Úc nó khi Nhật nó tiếp quản á thì nó xây cái hầm Thủy Loan này để bắn trái Thủy Loan ra xuống. Ủa sao đây bắn trái Thủy Loan xuống hay vậy? À không biết sao nữa. Còn ông nói vậy á. Chưa khám phá hết vô trong, tại nó sâu quá. Sâu lắm hả? À, sâu lắm. Ờ. À. Anh đứng vô mà thấy tối thui hồi thôi rút ra luôn. Đúng rồi, hên. Phải có mang theo đèn pin nữa thì an toàn. Tại tối lắm. Thôi Minh Anh ơi, lên đi con. Mà trên đây bắn thì lo xuống dưới hay gì ta? Không, chắc nó có một cái đường hầm nữa. Đường hầm sâu dưới để đi xuyên phía dưới biển. À, qua cái đường dọc cái đường Trần Phú rồi nó mới bắn ra. Nó bắn ra từ đó. Là Pháp. À, em thấy hai mẹ con đi đây hả? Hình như vậy. Em thấy có một chị chở em bé chạy xuống, chạy xe quay hiểu không? À, không xe màu vàng, xe Jupiter. Màu vàng, hồi nãy giờ thấy cái xe. Nói chung chỗ em không thấy ai. Rồi, cảm ơn. Vậy chắc cũng qua bên. Còn mà là chị ở lên đây làm gì vậy? Bà bác cũng làm ở còi đó. À. Ừ. Em dân những thành phố hả? Thành phố. Ơi xe. Ủa chứ anh dân Vũng Tàu mà chị chưa biết chỗ này hả? Biết rồi, hồi nhỏ đi, bữa nay lớn cho thằng anh nó đi lại. Thằng 10 tuổi đi lại cho nó biết. Không biết chị hồi nãy chạy xuống rồi. Giờ chồng chắc có hệ thống hầm hào anh xuống dưới núi rồi bắn. Đúng rồi, sâu đi đó. Giờ em khám phá đâu nữa anh chỉ thêm cho. Muốn khám phá gì nữa không? Còn gì nữa không anh? Còn. Gì anh? Bây giờ cũng sớm. Không, để mai em đi cũng được. Em đi rú cạo đi. Đi qua bên Hải Đăng chưa? Hải Đăng em đi rồi. Nhưng mà phía bên cái nhánh nhỏ nữa, đi lên rú cạo. Nhánh nhỏ là cái mấy cái lô cốt Pháp, mấy cái pháo đài cũ Pháp. À không, có đó là lên Hải Đăng là tẻ ra thì có cái lô cốt khác nữa. Dạ. Yeah. Cái nhánh nhỏ nữa. Có phải là nó có một cái bảng là cái vùng cấm vào không hay sao? À, em đi nhánh Hải Đăng á hả? Dạ. Yeah. Có phải là mình quẹo một cái cua để cong lên để đi... Đây đây, à, anh nói dễ hiểu ha. Ở dưới dốc này cũng Mr. Cat đúng không? Em thấy chưa Mr. Cat đúng không? Cái ở dưới cái đường biển nè, mình vừa có cái cua đấy đi lên á. Yeah. Cái cua chỏ chỗ này là mít tơ két đúng không? Có cua chỏ. Thay vì em lên tới đó, em lên vừa đầu tiên cái có một cái cua chỏ nó đem quẹo bên tay trái ha. À. Cái dốc rất là gấp để quẹo bên tay trái để lên Hải Đăng đúng không? Đúng rồi. Thì cái chỗ đó nè em đi thẳng. À. À, thay vì cái cua chỏ ở đây thì em đừng có quẹo gấp vậy, cái em đi thẳng đây. Vậy cái lối nhỏ thôi. Vậy để chừng 2 mét. Cái đường hồi nãy đường thấy mình hay để cắm vô gì. Đâu có cấm nhà dân ở mà. Ồ vậy hả? Ừ, một dãy nhà dân ở rồi lên trong trên. Đó có gì anh? Lên trên cao đó, trên đó là nó có cái cảnh cũng giống vậy nè. Em ngắm biển rất là đẹp. À, vậy là cảnh thôi chứ không phải có di tích nha. À, trên đó là bộ đội nó đóng. À. Trên đó có một cái anh chàng thanh niên, ảnh rất là lãng mạn. Ảnh làm gì ta? Hớt tóc á, cạo hớt tóc. Mà nó nói cái đó là cái view đẹp nhất Việt Nam luôn. Tại đây em ngắm em nhìn xuống núi luôn, rất là đẹp, dễ thương lắm. À, vậy còn cái núi, vậy còn cái đó thôi phải không anh? Còn, nếu mà đi núi nữa thì đi qua Thánh Kitô chưa? Kitô, chú Kitô chỗ ông Giang Tây á. Lên đó chưa? Lên đó rồi. Lên đó rồi thì đi cái phía bên dưới. Em vừa thả dốc Hải Vân, dốc Mũi Nghinh Phong phải không? Em biết cái đó là không? Cái Mũi Nghinh Phong mà đâm ra biển luôn á. Đúng rồi, đâm ra biển mà thay vì em chạy thẳng ra phía xa em tắm vậy thì em quẹo bên tay trái á. Cái hẻm 222. Lên đồi con heo. À đúng rồi. Đó đi luôn rồi. Dạ, à vậy nếu mà núi thì cái nó chỉ có như đó. Em muốn tìm di tích lịch sử không chơi. À di tích lịch sử thì mà xin lời con, ăn cho mẹ đi.
Vinh em dỡ đi rồi đúng không? Bình Vinh. Ủa trên trển còn nhà dân nữa hả? À, không, chỗ này em mà đi sâu nữa thì nó hết đường, nó có đường mòn để đi qua bên cáp cáp treo. À lên Hồ Mây. Đường mòn dành cho dân đi rừng, đi hái măng này kia. Ok, nghe ví dụ treo cổ là ở đâu ta? Ồ. Ờ vậy em đi bên đường V3 đi, V3 em đi chưa? V3 chỗ vô á sao? V3. Là chỗ á. Là chỗ treo cổ á. À. Mới đây Vũ mới đây luôn này, cách đây mấy tháng. Cũng mấy tháng rồi. Nghe nó thất tình vậy đó, có hình ảnh coi không mà. Nhưng mà thì lên trên đó thì chiều cũng này đông lắm, bên đó giờ này người ta đi nườm nượp giống như đi chảy hội vậy đó. Dạ. Ừ. Em gọi mạnh cái số điện thoại đi coi bả, tại nãy anh đi vội anh quên lấy, em gọi mạnh cái số này đi. Cầm em. Không mẹ để gọi cho. Ờ máy nó đang quay thì ngừng đi. Đừng có gọi. Thì nó lấy máy đó. Để anh gọi cho bả. Anh đọc số nó. À 098 717. Hả? Con không mẹ mà. À, anh có máy này không ai làm khai thác du lịch ha. Ồ Nhật nó hay. Rồi 74 72 77. Ủa cái hàm này của Nhật làm hết ta? Đúng rồi em, Nhật khi mà nó tiếp quản Pháp á, này nó xây cái này. Còn cái lô cốt dưới là Pháp làm. Đúng rồi, Pháp nó làm đó để nó quản lý cái khu vực cửa biển Sài Gòn của mình á. À. Mày muốn khám phá đi sao luôn trong đó không? Vậy em đi đường V3 rồi hả? V3 đi rồi hả? Dạ, V3 đi lớn á. Xe hơi lên được không ta? Xe hơi đi ngon. Ngon. Ủa, xe tăng lên còn được mà. Đường V3 rộng lắm. Rộng hơn đường Hải Đăng không? Hai bên đều bằng nhau nhưng mà lên Hải Đăng thì khúc Hải Đăng thì nhỏ, phải đi xe Honda. Còn bên kia thì lên tới mũi luôn, phải đi bằng xe hơi được. Alo. Ơi. Cảm ơn em. Cảm ơn anh. À, nó thấy gì đâu. Đó nó em đi trên đó. Cái này không ai làm du lịch tiếp quá ha, cái này quen không? Nó tóm lại nhiều cái còn vỏ trống vậy thì em có một cái bên trường Ngọc Bích em đi chưa? Nó có gì? Trường Ngọc thì cũng là có trận địa pháo này luôn. Trường Ngọc Bích hả? À Ngọc Bích ngay chỗ Gành Hào 2 ngay chỗ tàu cánh ngầm mình đó. Pháp nó dựng nhiều trận địa pháo đây quá ha. Wow, chỗ đó cũng có pháo nữa. Ngay chỗ Hải Đăng mà rẽ qua có mấy khẩu đó bị tháo nấu hết rồi. Ngay Hải Đăng. Hải Đăng chỗ này em nói á. Rẽ qua có cái cũng có trận địa có pháo. Một cái đường dốc nhỏ đi lên. À quý cái hầm pháp dài gì không? Ở chỗ đó dân chụp ảnh ta hay chụp lắm. Chiều chụp để lấy mấy cái khung hình đẹp ở chiều hoàng hôn á. Mà chỗ đó mấy hộp pháo bị tháo hết rồi. À đúng rồi. Em thấy em lên chỉ còn mấy cái móng pháo không? Chỉ có trên Chúa Giang Tây á, tượng Chúa Kitô thì còn mấy khung pháo bụi chà bá em chui ở đó. Ừ, ở đây bự nữa. Như 6 hay 7 cây anh mười. Vừa cắn quá. Nhưng mà di tích lịch sử hiện tại bị phá nhiều quá. Với lại chưa có đâu, đi đường đá khoảng. Mà em thấy dựng tích gì không có. À bỏ mang đúng không? Không ai chăm sóc luôn đúng không? Ờ dựng bản không ai coi. Ủa này đường đá này mới làm sau này phải không? Đúng rồi, mới làm á. Đây mới mấy 3 năm nay rồi. Trước giờ chắc leo bằng đường thép. Cũng đường này luôn em, nhưng mà đi giống vậy đó. Đó, đường đá vất vả. Này là Nhật nó làm. Nhật nó hay. Chỉ có còn núi bên đó. Rồi. Thôi tụi em đi chơi vui vẻ nha. Dạ, tụi em đi cảm ơn nha. Trải qua 110 năm, những khẩu pháo bị người dân tháo nhiều bộ phận để lấy kim loại. Ba khẩu pháo dưới chân tượng Chúa Kitô cũng đã hư hỏng hoặc bị viết bẫy lên. Hiện tại những trận địa pháo là một địa điểm tham quan du lịch tại thành phố Vũng Tàu. Dù vậy di tích vẫn hàng ngày bị người dân du khách xâm phạm bằng cách vẽ bẫy, đi vệ sinh bừa bãi và xả rác, nhất là các bạn khi đi ở Việt Nam mà đi tới những nơi mà có thắng cảnh tham quan du lịch những di tích lịch sử thì sẽ thường thấy những cái hành động, những cái dấu tích của
của người không có văn hóa, có nghĩa là vẽ bậy, viết bậy, xả rác. Mong rằng là trong tương lai vấn đề này sẽ không còn nữa, và người dân phải ý thức nhiều hơn trong việc giữ gìn, bảo vệ di tích cũng như thiên nhiên. Ở trong cái bài của mình, trong cái clip của mình có để một cái đường link của các người nước ngoài đi khám phá về trận điện pháo ở Vũng Tàu, mà họ tìm được những cái dấu tích và cũng như những nghiên cứu của họ về những khẩu pháo đặt ở Vũng Tàu chi tiết hơn và rõ ràng hơn. Đó là tài liệu nước ngoài. Trong đó thì hình như là của một người cụ lính, từng cụ lính của Úc hay Mỹ gì đó, từng tham chiến ở Việt Nam trước năm 75, và ông ấn tượng với những khẩu pháo ở Vũng Tàu. Mình nghĩ chắc là ông là người lính Úc, tại hồi xưa Vũng Tàu là Úc đóng quân, và ông quay lại Việt Nam để ông sau năm 75 thì ông quay lại Việt Nam, ông có tìm lại và ông đi khám phá những khẩu pháo này, và ông có làm một cái bài đầy đủ và chi tiết về những khẩu pháo này. Mình có để đường link, các bạn nào muốn xem chi tiết hơn thì có thể click vào link để mà tham khảo thêm. BVC là cái gì? Tập đoàn gì? Không biết hả? Sơn hết xăng hả? Hết xăng hả? Hả? Trời ơi. Hết xăng hả? Phải vậy? Xăng sao nói là còn? Rồi mẹ ơi. Hên là dốc, còn ngã được. Thì xuống dưới cũng đâu có biết chỗ nào đi đổ đâu. Xuống dưới đi một đoạn, xa. Sơn còn xăng không ta? Rồi, sáng kêu đổ đi. Nếu mà tính là đi bình thường thì nó cũng không phải hết đâu. Tại mình đi lên đồi đồi nhiều nè. Là giống đốt xăng nhiều. Thì đã giữ được luôn. Rồi
xuống luôn đi, đường này đường dốc mà, thả xuống luôn. Đây bên đó, đây đi ra biển. Không. Ấy da. Sơn sơn sơn. Nó thắng cái hết luôn.